Trúc Giang và Hoàng Trí mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, thời gian qua, câu chuyện về bộ sách tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều đã thu hút sự quan tâm của dư luận bởi nội dung được cho là quá nặng với học sinh, có nhiều lỗi sai, nhiều bài học có nội dung thiếu thực tế. Những bất cập của sách giáo khoa lớp 1 mới này cũng là nội dung được tranh luận sôi nổi trên diễn đàn Quốc hội những ngày qua. Cụ thể về nội dung này sẽ được chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay bàn luận sâu hơn. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng, rừng phòng hộ đầu nguồn lại bị đốn hạ. Đà Nẵng truy nã đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng. Chuyên mục Nóng trên mặt báo, sự thỏa hiệp quá nguy hiểm. Những cuộc hồi sinh kỳ diệu nhờ những người đã mất. Rời xe lăn lao xuống biển cứu người đuối nước. Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin về một vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ tự nhiên ở tiểu khu 132, xã Đà Sát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Hiện trường cho thấy là vẫn còn hàng trăm cây cổ thụ đã bị đốn hạ như thế này. Được biết, cách đây chưa đầy một tháng, cũng tại huyện Lạc Dương đã xảy ra nhiều vụ chặt phá rừng mà chưa tìm được thủ phạm. Theo chỉ dẫn của người dân, từ quốc lộ 27C, theo con đường mòn được người dân địa phương gọi là dốc tình, sau hơn một giờ đi xe máy vượt qua đường rừng sình lầy, băng qua những con suối nhỏ, nhóm phóng viên đến được hiện trường vụ phá rừng. Cả cánh rừng bị phá tan hoang, hơn 100 cây thông cổ thụ đã bị đốn hạ, đường kính gốc cây từ 50cm đến 80cm, dài khoảng 20m. Sau khi phá rừng, các đối tượng đã dựng hai căn nhà gỗ ở đây giữa rừng phòng hộ. Trao đổi với ông Đồng Văn Lâm, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, để tìm hiểu vụ việc. Sau khi xem qua những hình ảnh do phóng viên cung cấp, ông Lâm tỏ ra rất ngạc nhiên về quy mô vụ việc. Ông Đồng Văn Lâm cho biết trước đây vài ngày Ban Lâm nghiệp xã Đà Sa có báo cáo ban đầu nhưng chưa chính xác về số liệu cũng như diện tích rừng bị phá. Trong ngày 10 tháng 11, hạt kiểm lâm sẽ có báo cáo cụ thể đến cơ quan báo chí và cơ quan chức năng. 24 giờ chuyển động sẽ tiếp tục thông tin vụ việc phá rừng nghiêm trọng này ngay khi có thông tin mới nhất. Còn bây giờ, chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng Bùi Mạnh Trí, 35 tuổi, ngụ tại thành phố Đà Nẵng. Trí được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc gần 10.000 tỷ đồng mà Công an Đà Nẵng đã triệt phá. Theo đó, cơ quan công an đã bắt giữ 11 người trong chuyên án và hàng chục người liên quan, thu giữ 3 tỷ đồng tiền mặt, 2 ô tô hạng sang. Đường dây này do Bùi Mạnh Trí, 35 tuổi, ngụ thành phố Đà Nẵng, cầm đầu và 4 người khác phụ trách kỹ thuật, cung cấp cho các đại lý. Từ những người này, đi đến các con bạc nhánh dưới có trên 50 đầu mối. Qua đấu tranh xác định, lượng tiền giao dịch đặc biệt lớn, cơ quan công an đã làm rõ 6 người cầm đầu tổ chức đánh bạc và 5 con bạc. Được biết, Trí là chủ doanh nghiệp quán bar có tiếng trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Nẵng, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi của đường dây. Trí liên hệ với nhà cái ở nước ngoài để nhận các tài khoản cá cược Supermaster trị giá mỗi tài khoản hàng triệu USD để hoạt động cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến. Sau khi có tài khoản, Trí tiếp tục phân phối chia ra các tài khoản nhỏ hơn. Từ đây lại tiếp tục có các đại lý cấp dưới để cung cấp cho nhiều người tham gia đánh bạc. Chỉ riêng từ tháng 5 năm 2020 đến nay, số tiền giao dịch là hơn 6.250 tỷ đồng. Mới đây, tại Tiền Giang, trong lúc người đàn ông điều khiển cần cẩu để chuyển thùng chứa pin năng lượng mặt trời, thì bị phóng điện bỏng nặng. Vụ việc đã gây mất điện trên địa bàn xã Trung An, thành phố Mỹ Tho và được người dân trình báo cơ quan chức năng. Theo đó, vào khoảng 6 giờ 20 phút ngày 9 tháng 11, xe tải cẩu mang biển kiểm soát 51D26516. Trên xe có ghi dòng chữ thi công lưới điện, chở theo nhiều thùng pin năng lượng mặt trời trên xe, đến để lắp đặt điện năng lượng cho một hộ dân ở ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Trong lúc, ông NV, tên viết tắt sinh năm 1969, ngụ tại tỉnh Tiền Giang, đang điều khiển cần cẩu để đưa những tấm pin năng lượng từ trên xe xuống dưới đường thì bất ngờ phần đầu của cần cẩu va chạm vào đường dây điện trung thế trên đường. Sự cố đáng tiếc này gây ra tiếng nổ lớn và tia điện phóng theo cần cẩu dẫn xuống khiến ông V bị bỏng nặng ở hai chân và phần bụng. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, vụ việc này đã làm mất điện khoảng 30 phút ở khu vực xã Trung An. Nhận được tin báo, ngành điện lực thành phố Mỹ Tho nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp công an xã Trung An để ghi nhận vụ việc.
Thưa quý vị, câu chuyện của chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay lại là về sách giáo khoa lớp 1 mới. Bên hành lang Quốc hội ngày 9 tháng 11, một thứ trưởng đã trả lời phóng viên xoay quanh những bất cập về sách giáo khoa, đặc biệt là bộ sách tiếng Việt lớp 1 cánh diều, vốn đang nhận được sự quan tâm của dư luận và đại biểu Quốc hội trong thời gian qua. Vị thứ trưởng này chia sẻ, khi học sách tiếng Việt lớp 1 của nhóm cánh diều, cháu nội tôi rất vui, rất hào hứng. Việc ghép âm, ghép vần cháu học rất nhanh, mẹ cháu cũng không phải kèm cặp gì cả. Còn những cái sai, cái sạn trong sách thì vẫn hoàn toàn phù hợp với các thông tư quy định của Bộ Giáo dục. Các chủ biên cố gắng tối đa để sao cho cái sai đó ít nhất. Thế nhưng dường như có cái gì đó cũng cần nhận thức lại với trấn an này. Bởi suốt từ khi sách giáo khoa mới được sử dụng, khắp nơi là cảnh trẻ con khóc, cha mẹ vật vã. Vì nặng quá, vì khó quá, vì học trước quên sau. Nhiều ngày qua trên diễn đàn Quốc hội, sách giáo khoa luôn là chủ đề nóng mà ngay Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng thẳng thắn xác nhận chuyện có lỗi có sạn. Qua các lần làm việc đấy, tôi có thể nói là bộ sách giáo khoa đã được biên soạn nhưng mà cuốn tiếng Việt của nhóm cánh diều mà đã được bộ thẩm định và phê duyệt là có lỗi, có sai sót, có sạn tùy theo cách dùng từ. Nhưng mà là có. Và nói đến sách giáo khoa không thể không nhắc lại phát biểu của đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền. Đọc báo cáo và lắng nghe giải trình của Bộ Giáo dục về bộ sách giáo khoa, tôi chỉ có thể nói rằng người lớn đã sai rồi. Sai trong cách tiếp cận ngược, sai trong lối tư duy ngược. Chẳng có nơi đâu làm sách cho trẻ nhưng lại mang ý chí và tham vọng của những người lớn. Kính thưa Quốc hội, quan sát và lắng nghe dư luận xã hội là một phần tất yếu trong công tác điều hành quản lý nhà nước. Tôi tin chính phủ sẽ thừa hiểu, không phải tự nhiên mà phần lớn xã hội đã bức xúc và giận dữ khi nhắc về bộ sách giáo khoa lớp 1 trong thời gian gần đây. Nó quá sức đối với một sự tiếp thu của đứa trẻ. Cháu tôi cũng như nhà tôi, vợ tôi có thể nói là một mô típ ứng xử khá phổ biến và khôn ngoan như cách để một quan chức, một chính khách thể hiện sự đồng cảm với những bức xúc của người dân. Nhưng tiếc thay đó lại không và chưa hề là một cái thước để nói về tính đúng đắn sự chính xác. Cần phải mở ngoặc là trong báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới sách giáo khoa, giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhận định những lỗi, những sạn trong sách giáo khoa gây khó cho cả giáo viên và học sinh, gây băn khoăn, phản ứng dư luận là từ việc Bộ Giáo dục chưa cụ thể trong yêu cầu về chất lượng và quy trình hoàn chỉnh bản mẫu sách giáo khoa trước khi nhà xuất bản trình Hội đồng Quốc gia thẩm định. Vì tổ chức thực nghiệm sách giáo khoa chưa rõ thời lượng và quy mô thực nghiệm, chưa được lấy ý kiến phản hồi rộng rãi. Vâng, để không còn sự khác biệt trong việc học giữa cháu nội của vị thứ trưởng và đa số con cháu của người dân, thật ra cần một sự tiếp thu chân thành, một sự quyết đoán để dẹp bỏ cái sai. Xin được lấy phát biểu sau đây của đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền để thay cho lời kết về câu chuyện này. Nếu chấp nhận một bộ sách như một lốp xe đầy những vành chắp vá để tiếp tục vận hành, thì tôi cho đó là một thái độ thỏa hiệp rất nguy hại, là sự xem nhẹ giá trị nhân văn trong sáng của tiếng Việt mà rất cần được truyền dạy một cách thấu hiểu, cẩn trọng, tận tâm, tận tụy đối với từng đứa trẻ vừa bước qua tuổi mầm non. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin về đời sống văn hóa, xã hội, dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, mặc dù trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về vấn đề sách giáo khoa năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận trách nhiệm về việc để dư luận bức xúc về một số điểm chưa phù hợp trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1. Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Sau đây là ghi nhận ý kiến của một số đại biểu bên lề hành lang Quốc hội. Mặc dù chương trình là pháp lệnh, còn sách giáo khoa chỉ là tài liệu tham khảo và có tới 5 bộ sách. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng việc để xảy ra lỗi ở sách tiếng Việt 1 rất đáng trách. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là những người tham gia vào công tác biên soạn cái bộ sách này cần phải kiểm điểm một cách nghiêm túc và không để tái diễn cho những bộ sách tiếp theo của các lớp tiếp theo. Và điều đó đương nhiên là mất niềm tin của người dân. Các đại biểu cũng nhận định đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là cần thiết, xã hội hóa là chủ trương đúng đắn. Vì vậy, từng cá nhân, tổ chức có liên quan đều phải nêu cao trách nhiệm của mình để việc triển khai không còn lúng túng. Trách nhiệm hội đồng rất lớn. Trách nhiệm của cả hội đồng, trách nhiệm của từng thành viên hội đồng.
không chỉ là vấn đề phát hiện ra các cái lỗi sai để yêu cầu các tác giả sửa, mà hội đồng phải phát huy cái quyền của mình để làm sao mà yêu cầu của hội đồng phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Quy định của luật thì cũng đã rõ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phải chịu trách nhiệm về chất lượng sách giáo khoa. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là qua cái trường hợp cụ thể này thì ngay cả những cái hướng dẫn việc biên soạn sách giáo khoa như thế nào cũng có thể là hướng dẫn kỹ lưỡng hơn, nêu yêu cầu cụ thể hơn. Giáo dục là đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Do đó, các đại biểu cho rằng việc đổi mới giáo dục không chỉ là đổi mới chương trình, phương thức giảng dạy mà phải hướng tới các giá trị văn hóa, nhân văn, nền tảng tri thức bền vững. Tự chủ đại học không có nghĩa là không có quản lý. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh như thế tại phiên chất vấn trước Quốc hội vào chiều ngày 9 tháng 11. Phó Thủ tướng cho biết, với vụ việc tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, Chính phủ, Thủ tướng rất cẩn trọng với yêu cầu phải theo đúng các quy định của pháp luật. Trả lời câu hỏi của đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, tỉnh Phú Yên, đại biểu Dương Minh Ánh, thành phố Hà Nội về vấn đề tự chủ đại học, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, chúng ta đã thực hiện tự chủ đại học nhưng mới được một số bước, vừa qua đã có kết quả rất tốt nhưng còn phải thực hiện tiếp tục. Đây là một quá trình. Phó Thủ tướng cho biết, đối với tự chủ đại học có 5 điểm mang tính nguyên tắc trên toàn thế giới và một điểm cũng có tính nguyên tắc cho Việt Nam và một số nước có hoàn cảnh tương tự. Cho nên nhất ấy, là đại học thì không chỉ là nơi phải làm ra tri thức mà là nơi làm việc và sinh hoạt của tri thức là có mặt bằng nhận thức cao hơn xã hội bình thường. Cho nên cả thế giới coi rằng đại học phải xây dựng một mô hình quản trị tiên tiến để từ đó lan tỏa ra toàn xã hội, đảm bảo tính dân chủ, tính sáng tạo, tính khoa học. Nguyên tắc thứ hai là đã tự chủ thì luôn luôn phải gắn liền với trách nhiệm giải trình. Mọi hoạt động của cơ sở giáo dục đại học phải được thực hiện theo pháp luật đã đành nhưng phải theo những quy chế công khai để toàn xã hội giám sát rất chi tiết. Thứ ba là tự chủ đại học thì không có nghĩa là nhà nước không đầu tư tiền nữa. Ở tất cả các nước, các trường đại học tự chủ nhà nước vẫn phải tiếp tục đầu tư, không chỉ là để đặt hàng đào tạo hay cấp học bổng mà còn cả xây dựng cơ sở vật chất. Thứ tư là tự chủ đại học không có nghĩa là không có quản lý, mà phải quản lý theo pháp luật, và không chỉ pháp luật về giáo dục mà pháp luật nói chung về tất cả các mặt. Phó Thủ tướng cho rằng thực hiện tự chủ nhưng phải có cơ chế để đảm bảo các đối tượng như người nghèo, khuyết tật hay một số đối tượng đặc thù không bị giảm bớt cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, nhất là đại học chất lượng cao. Việc này Việt Nam chú trọng hơn các nước. Đối với những nước có nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam, thì khái niệm chủ sở hữu của đại học cũng thay đổi, vì đóng góp vào trường đại học không chỉ là tiền, cơ sở vật chất, mà còn là trí tuệ, đóng góp học phí của người dân. Và vì thế, về lâu dài, khái niệm chủ sở hữu trường đại học không đơn thuần của một cơ quan tổ chức nào, mà của toàn xã hội. Về vấn đề của trường Đại học Tôn Đức Thắng, Phó Thủ tướng cho biết đã trao đổi thẳng thắn với Bộ Tư pháp nhiều lần và khi chưa rõ ràng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn luôn hết sức trách nhiệm, không hề lơ là nhưng phải rất cẩn trọng, đúng quy định. Tinh thần là Chính phủ rất công minh ủng hộ tự chủ, tạo điều kiện cho trường phát triển. Chuyển sang những thông tin về y tế. Ngày 9 tháng 11, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong, phó giám đốc phụ trách chuyên môn, giám đốc trung tâm tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa phẫu thuật tim của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cùng lúc 3 van tim và 3 cầu nối mạch vành cho một bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, hô hấp nặng do hút thuốc lá nhiều năm. Bệnh nhân nói trên là ông VT, tên viết tắt 66 tuổi, ngụ Vĩnh Long. Được biết, bệnh nhân hút thuốc lá nhiều năm nay và mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hẹp hở nặng van động mạch chủ, hở nặng van 2 lá, hở trung bình van 3 lá, tăng áp lực động mạch phổi nặng, suy tim độ 3, hẹp nặng 3 nhánh động mạch vành. Sau khi điều trị nội khoa ổn định, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và chỉ định phẫu thuật. Ca phẫu thuật phức tạp này được tiến hành bởi ekip các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và sự hỗ trợ về chuyên môn từ Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau 7 giờ căng thẳng trên bàn mổ, ca phẫu thuật đã thành công. Bệnh nhân được theo dõi tại đơn vị hồi sức sau mổ tim. Hiện tại ông Tê đã tỉnh, tiếp xúc tốt, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Đây là một trong những trường hợp phẫu thuật tim phức tạp được bệnh viện thực hiện thành công trong những năm gần đây với kỹ thuật tiềm cận các trung tâm phẫu thuật tim trong nước và thế giới.
Và liên tục chương trình là một thông tin đáng chú ý khác về y tế. Thưa quý vị, từ nguồn tạng hiến tặng của người cho chết não, 6 người khác đã hồi sinh một cuộc đời mới, trong đó có nam thanh niên mới 18 tuổi. Ca ghép chi thể này đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Theo đó, 12 bàn mổ hoạt động đồng thời với sự tham gia của hơn 150 bác sĩ, thực hiện cùng lúc việc lấy phẫu tích tạng và triển khai 5 ca ghép bao gồm ghép hai phổi cho một bệnh nhân sơ phổi, ghép gan cho trường hợp suy gan cấp trên nền xơ gan do viêm gan B, ghép hai thận cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, ghép hai cẳng tay cho nam thanh niên 18 tuổi. Đáng chú ý, tính từ lúc gia đình bệnh nhân đồng ý hiến tặng tạng, các y bác sĩ chỉ có 24 giờ để chuẩn bị, sau đó lấy và ghép tạng hơn 10 giờ liên tiếp. Phức tạp nhất là hai ca ghép hai lá phổi cho nam bệnh nhân 54 tuổi bị sơ phổi nguyên phát 2 năm nay. Đây là bệnh lý gây sơ hóa phế nang và mô kẽ của phổi, theo thời gian sẽ gây thiếu oxy nghiêm trọng. Ghép phổi là cơ hội duy nhất để giành lại sự sống cho người bệnh, nhưng cũng là thách thức rất lớn đối với các thầy thuốc. Hơn một tháng sau ghép, bệnh nhân ghép phổi được xuất viện khỏe mạnh. Đây cũng là ca ghép phổi thứ 6 thành công tại Việt Nam. Đặc biệt trong ca lấy ghép đa mô tạng lần này, các thầy thuốc đã tiến hành ghép chi thể cho một nam bệnh nhân 18 tuổi. Cách đây 3 năm, em đã gặp tai nạn chất nổ hóa học khi làm thí nghiệm khiến hai cẳng tay dập nát nặng nề và hoàn toàn không còn khả năng bảo tồn. Em đã được phẫu thuật ghép cẳng bàn tay hai bên. Đây là ca ghép chi thể thứ 2 được thực hiện tại bệnh viện. Bây giờ kiểu việc tập luyện của em bây giờ, những co kiếp mới cả đang tập những cái kiểu lắm vào các thứ bây giờ bắt đầu phát triển hơn một chút rồi đấy. Kể cả không có bác sĩ thì em vẫn tự tập để thật nhanh để em về để em tiếp tục đi học ạ, để cho phát triển thật nhanh hơn ạ. Từ nguồn tạng và phần chi thể hiến tặng, 6 bệnh nhân khác đã có cuộc sống mới, diện mạo mới. Nhờ đó, xã hội chứng kiến những cuộc hồi sinh kỳ diệu nhờ những người đã mất. Và bây giờ là phần tin quốc tế gây chú ý. Thưa quý vị, đầu tiên là một vụ giải cứu gây chú ý cộng đồng mạng Trung Quốc. Trong đoạn video sau đây, một người hàng xóm đã trèo lên từ tầng 4 và giữ một bé gái 3 tuổi đang đứng trên ven ở gờ ngoài ban công tầng 5 chung cư. Đoạn video ghi lại tình huống xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc vào cuối tháng 10 vừa qua. Người đàn ông tên Tran đã giữ chặt bé gái 3 tuổi đứng trên ven ngoài ban công tầng 5. Sau khi các nhân viên cứu hỏa đến và vào được căn hộ, họ lần lượt đưa bé gái và anh Tran trở lại nơi an toàn. Theo báo cáo, Tran đã gọi lực lượng cứu hỏa để được giúp đỡ sau khi phát hiện bé gái ra phía ngoài ban công của tầng 5. Tran đã trèo từ tầng 4 qua lan can để tiếp cận cô bé. Bé gái được cho là đã bị bố mẹ bỏ nhà một mình trong lúc đang ngủ say. Sau khi ngủ dậy, cô bé đã cố gắng tìm bố mẹ mình bằng cách trèo ra ngoài ban công vì cửa đã bị khóa. Sau đây là khoảnh khắc đầy xúc động khi người đàn ông bị liệt chân nhảy khỏi xe lăn lao xuống biển để cứu người đang bị đuối nước. Sự việc xảy ra mới đây tại thành phố Annaba của nước Nga khi nhận thấy hai người đàn ông đang cứu một người bị đuối nước có vẻ kiệt sức. Nikita Vankov bị khuyết tật hai chân đã rơi xe lăn lao xuống ân cứu. Nikita cho biết anh nhận thấy hai người đàn ông cứu người đuối nước có vẻ đã kiệt sức nên anh đã quyết định lao xuống ân cứu vì từng có kinh nghiệm cứu người đuối nước trước đó. Nạn nhân sau đó đã được đưa vào bờ an toàn, còn Nikita tiếp tục với bộ phim tài liệu về việc anh bị mất đôi chân do tai nạn trên cầu cảng. Liên tục chương trình, chuyên mục Cà phê không đường, cảnh báo ma túy thế hệ mới trộn trong thuốc lá điện tử. Đà Nẵng, công an nổ súng chỉ thiên trấn áp nhóm trộn giữa đường phố. Tiền Giang, xe tải lao kinh hoàng, hai người thương vong. Chuyên mục chuyện ngày mới, người giữ hồn cố đô nơi phố thị. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội tiếp nhận một số trường hợp ngộ độc chất kích thích dưới dạng ma túy tổng hợp được trộn trong thuốc lá điện tử. Các bác sĩ cảnh báo đây là điều đáng báo động vì tính chất nguy hiểm của loại hình ma túy mới hiện nay, ghi nhận của cộng tác viên chương trình. Đây là hình ảnh một em học sinh trong trạng thái kích thích, loạn thần sau khi sử dụng thuốc lá điện tử. Gia đình em cho biết đây là lần đầu tiên em sử dụng thuốc lá điện tử được mang từ Hà Nội về nhưng không hề hay biết trong đó có chứa ma túy tổng hợp thế hệ mới. Trung tâm đã tiếp nhận hai cháu ở học sinh phổ thông. Các triệu chứng đều là xuất hiện rất nhanh sau khi dùng sau hút thuốc lá điện tử sau một vài hơi, xuất hiện các biểu hiện kích thích, vật vã, hoang tưởng, ảo giác. Trong trường hợp vừa rồi thì là một nguồn
toilet điện tử được mang từ một người từ Hà Nội, thanh niên Hà Nội mang về quê. Sau các cháu lấy lại và đưa ra sử dụng. Các bác sĩ cho biết thời gian vừa qua, trung tâm tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc chất kích thích, trong đó có cả cần sa tổng hợp được trộn trong thuốc lá điện tử. Điều đáng báo động hiện nay là các chất này đang thay đổi hàng ngày, lên tới hàng trăm chất mà nhiều phòng xét nghiệm chuyên sâu cũng không thể tìm ra hết. Thì năng lực các xét nghiệm của các phòng xét nghiệm chuyên sâu cũng chỉ xét nghiệm được một số lượng nhất định. Và đây quả thực là một thách thức rất lớn với cái hệ thống quản lý của chúng ta, kể chuyên môn và quản lý. Và các chất nó thay đổi hàng ngày, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Thường là độc tính rất mạnh với thần kinh, tâm thần và tim mạch. Đấy, và có những bệnh nhân về hôn mê, kích thích vật vã, rối loạn tâm thần đấy, và đều phải cấp cứu. Đây là xu hướng mới cực kỳ nguy hiểm với giới trẻ hiện nay. Do độc tính có trong các chất ma túy tổng hợp hiện nay, các chuyên gia cảnh báo đó đều là chất mới mà các nhà khoa học không biết trước và thường núp bóng dưới các dạng như thuốc lá điện tử, đồ uống. Những chất này sẽ ảnh hưởng tới thần kinh, tim mạch, gây suy thận, loạn thần. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những cập nhật nóng của chương trình. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa nổ súng trấn áp hai đối tượng trộm xe máy trên địa bàn. Được biết, các đối tượng trộm xe đã chống đối và có những hành động liều lĩnh nhằm tẩu thoát nên buộc cảnh sát phải nổ súng trấn áp. Chiều ngày 9 tháng 11, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện hai thanh niên trộm xe máy nên ra hiệu, yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, hai đối tượng lập tức bỏ chạy. Khi đến giao lộ đường Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thì các trinh sát vượt lên chặn được xe của hai đối tượng này. Ngay lập tức, cả hai đối tượng nhảy xuống xe định bỏ chạy. Lúc này, một trinh sát rút súng bắn ba phát chỉ thiên để thị uy. Sau hơn một giờ giằng co, các trinh sát đã khống chế bắt giữ hai nghi phạm. Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc. Vụ thi thể cô gái lìa đầu ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đang gây xôn xao dư luận bởi tình tiết ghê rợn. Cho đến thời điểm hiện tại, hung thủ vẫn đang là ẩn số. Nhiều người đặt nghi vấn liệu hệ thống camera an ninh của tòa nhà có lột mặt được nghi can gây ra án mạng kinh hoàng này. Theo đó, chiều ngày 8 tháng 11, một số người dân sinh sống ở Block B, chung cư Hoàng Anh Thanh Bình, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một thi thể nữ giới ở khu vực giếng trời tầng 3 chung cư này. Mọi người lại gần kiểm tra thì thấy phần đầu và phần thi thể lìa nhau. Theo thông tin ban đầu, cư dân phát hiện tại lầu 6 của chung cư cũng có nhiều máu nên có thể nạn nhân tử vong nghi do rơi từ trên tầng cao xuống. Qua quá trình kiểm tra, cảnh sát xác định thi thể là nữ giới, trên người chỉ mặc bộ đồ lót màu đen. Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh để điều tra vụ án. Thưa quý vị, thực tế là việc lắp đặt camera trong thời gian qua đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng triệt phá được nhiều vụ án lớn. Đơn cử là nhờ vào camera an ninh, công an đã bắt giữ một nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong thời gian ngắn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra sử dụng các biện pháp nghiệp vụ như trích xuất camera an ninh, xác định dấu vân tay. Hy vọng rằng sẽ nhanh chóng có kết quả để xác định nguyên nhân tử vong của cô gái này, cũng như là kẻ thủ ác nếu đây là vụ án mạng. Bên cạnh đó, để tránh các đối tượng xấu lợi dụng, xuyên tạc diễn biến tử vong của cô gái này, mọi người nên thận trọng và cân nhắc khi đọc và chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Chuyển sang những thông tin về giao thông. Thưa quý vị, trong lúc rẽ phải, xe tải đã va chạm với xe máy của hai vợ chồng, khiến người vợ tử vong, người chồng thì bị thương nặng. Vụ tai nạn thương tâm này xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 9 tháng 11 vừa qua. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, xe tải loại 8 tấn mang biển kiểm soát 60C55404 chạy trên quốc lộ 1 hướng từ quận Thủ Đức về quận Bình Tân. Khi đến đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, tài xế cho xe rẽ phải vào đường này thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 70C128344 do người đàn ông cầm lái, chở theo người phụ nữ lưu thông cùng chiều. Hậu quả tai nạn làm cả hai người đi xe máy bị thương nặng. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng bà Lê Thị Ca, tên viết tắt 43 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, bị thương quá nặng đã tử vong. Riêng ông Trần Văn Hát, tên viết tắt 43 tuổi, chồng bà Ca, bị thương nặng ở chân. Công an quận 12 sau đó có mặt giải quyết hiện trường, điều tra nguyên nhân cũng như là trích xuất camera an ninh tại khu vực để làm rõ thông tin của vụ tai nạn này. Mới đây, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra tại tỉnh Tiền Giang. Người đàn ông bị xe tải tông trúng nhưng người này đã ngồi dậy thoát chết hy hữu. Trong khi đó, người đứng ở trên vỉa hè thì lại tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn này xảy ra tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 1 và tỉnh lộ 869 thuộc xã An Cư, huyện Cái Bè. Thời điểm đó, ông Trần Văn Út Lớn, sinh năm 1977, ngụ tại xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, điều khiển xe máy đi mua trứng gà của một người bán trên vỉa hè, thì bất ngờ bị xe tải mang biển kiểm soát 64C06475 chạy trên quốc lộ 1 hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận tông thẳng vào. Sau đó, xe tải lao lên xe bán trứng gà trên vỉa hè, làm bà Dương Thị Hảo, sinh năm 1979, tử vong tại chỗ. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông vào cột điện. Clip cho thấy ông Út Lớn chỉ bị thương nhẹ và thoát chết hy hữu. Theo người dân, trước khi đâm vào xe bán trứng gà, xe tải bị khuất tầm nhìn bởi một chiếc xe tải khác. Có lẽ tài xế đã chủ quan không giảm tốc độ, gây ra tai nạn đáng tiếc. Quý vị thân mến, sở hữu hơn 2.000 cổ vật quý hiếm có niên đại lên đến hàng ngàn năm, một người đàn ông ở thành phố Hồ Chí Minh đã được gọi với cái tên Vua Đồ Cổ Sài Thành. Đó chính là ông Hoàng Văn Cường, một cựu phóng viên chiến trường. Mặc dù sở hữu số lượng cổ vật khổng lồ, nhưng điều đáng quý ở người đàn ông này đó chính là ở tâm huyết ông dành cho cổ vật, cho chốn quê hương cố đô Huế mà ông yêu quý. Cũng vì thế mà ngôi nhà Huế giữa lòng thành phố đã được dựng nên để thỏa lòng nhớ mong. Ngày nào cũng vậy, cứ đều đặn 16 giờ là ông Hoàng Văn Cường lại đánh lên một tiếng chuông. Âm thanh vang rền của chiếc chuông chính là âm thanh kết nối ông về với quê hương, về với Huế, vùng đất cố đô mà ông yêu quý đến mức lặn lội sưu tầm những cổ vật, tạo ra một góc riêng rất Huế giữa Sài Thành nhộn nhịp. Vì tôi là người Huế, tôi sinh ra lớn lên là người Huế. Thứ cái Huế là cái người mà chôn, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi thì mẹ đẻ tôi không bao giờ tôi quên hết. Đồ cổ là cái đồ văn hóa, chiến tranh loạn lạc chúng ta còn giữ đến giờ này thì những bao công sức. Gia đình ông người gốc Huế cho đến nay đã có 4 đời theo nghề sưu tầm cổ vật, từ ông nội của ông tới đời con ông bây giờ. Sưu tầm cổ vật hơn 45 năm, ông Cường được giới sưu tầm Sài Thành tôn là Vua Đồ Cổ, không chỉ bởi bộ sưu tập lên đến con số trên 2.000 món, mà còn nằm ở chỗ ông mua vào chứ chưa hề bán ra một món đồ nào trong suốt bấy nhiêu năm tháng. Cái môn chơi đó mình mang cả một cái linh hồn dân tộc về đây. Tôi giữ lại, tôi nguyện với lòng là không bao giờ bán, giữ mãi. Đến cái đời con, đời cháu tôi vẫn tiếp tục. Căn nhà 3 tầng trên đường Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, không khác gì một bảo tàng cổ vật tư nhân, dù đây cũng là nơi sinh sống của gia đình ông Hoàng Văn Cường. Cả gia đình ông ăn ở và sống chung cùng cổ vật. Trong số lượng cổ vật khổng lồ đó, có những món thuộc dạng hàng độc bản. Đầu tiên phải kể đến chiếc sập Ba Thành, có tuổi đời hơn 300 năm. Chiếc sập này được làm nguyên miếng bằng gỗ lệ chi, được chạm khắc rất tinh xảo. Ngoài ra còn có chiếc bạch ngọc như ý triều nhà Nguyễn, thuộc dòng đồ cổ ngự dụng Nguyễn Triều, rất quý giá, được ông Cường vô cùng trân quý. Những cái món đồ đó mình đứng đối diện cái món đồ mình chảy nước mắt, vì mình biết đó là Việt Nam, xuất xứ từ Việt Nam. Tôi đã từng sống với nó, tôi đã từng khóc với nó, tôi đã cười với nó. Chơi cái đồ cổ làm khổ ta nhiều thứ lắm. Ông Cường quan niệm những món đồ cổ như một gia sản, mà nếu bán, nhiều khả năng sẽ bị đưa ra nước ngoài, làm thất thoát tài sản quốc gia. Nên ông thấy mình có trách nhiệm phải giữ gìn, không chỉ giữ cho riêng mình một góc Huế giữa Sài Thành nhộn nhịp. Gia tài lớn nhất của người đàn ông này có lẽ là việc ông đã nỗ lực trong việc giữ gìn di sản của tiền nhân, là người giữ được hồn cố đô nơi phố thị. Câu chuyện về cựu phóng viên chiến trường, người lưu giữ hồn cố đô nơi phố thị cũng đã khép lại chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, Hoàng Trí và Trúc Giang xin kính chào và hẹn gặp lại.